Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị dìm cổ trong đói nghèo, ai trốn thoát khỏi nanh vút của Đảng thì sẽ đổi đời. Vào ngày 13 tháng 8, tờ báo Tiền Phong có phóng sự ảnh về chủ đề biệt thự mọc như nấm ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh. Được biết Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vốn là những làng ngặt trài rất nghèo bên bờ biển, nhưng gần đây các xã này được mệnh danh là tỷ phú, giờ người dân đi lao động ở nước ngoài. Những năm 1990, thanh niên các xã này bắt đầu đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia v.v. Thấy những người đi nước ngoài ăn nên làm ra, nhiều người đã đi theo, những người ra đi gửi tiền về cho người thân xây nhà, xây cửa, sắm ô tô. Cứ thế, các xã ven biển trước đây được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ có đông đảo người đi lao động tại nước ngoài. Thoát khỏi cộng sản thì mới có thể đổi đời. Toàn xã Cương Gián có hơn 15.000 dân, nhưng chỉ có khoảng 12.000 người sống tại địa phương. Cả xã có khoảng 3.000 người sinh sống, lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, v.v. Ngoài số lao động xuất khẩu, còn một số khác đi theo đường du học, đi theo diện visa lao động hoặc được người thân đưa sang. Trong số đó có không ít người đã định cư nơi đất khách quê người. Đây là tin vui cho bà con đi lao động ở nước ngoài. Nếu không có những quốc gia như tư bản bóc lột như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, thì làm sao bà con các xã nghèo Hà Tĩnh lại có thể đổi đời cho được? Đây là minh chứng sống cho thấy rằng người dân Việt Nam muốn đổi đời là phải thoát khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản. Nếu chỉ sống tại Việt Nam, dù học hết cơm hết gạo để lấy được tấm bằng đại học, thì cuối cùng lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Dưới bàn tay nhào nặn của Cộng sản thì mọi thứ trong xã hội này đều bị đảo lộn hoàn toàn. Ở Việt Nam có một kịch lý rất buồn cười, đó là cô giúp việc được nuôi cơm, được ăn ở miễn phí và được nhận tiền công 10 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên lương công chức thì chỉ ở mức 7 triệu mỗi tháng, công nhân thì có 5 triệu đồng mỗi tháng. Phong trào tháo chạy ra khỏi nơi Cộng sản cai trị để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Lương công chức như thế thì chắc chắn công chức cũng phải tìm mọi cách để mà rút tỉa tiền một cách bất minh, hoặc bằng cách này hoặc bằng cách khác để mà tồn tại. Công nhân thì phải tăng ca, phải bán sức lao động với giá rẻ bèo để có thêm thu nhập. Và đó là nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực trong xã hội hiện nay. Vì chính quyền tạo ra những thứ bất công như thế, khiến cả xã hội cứ phải đi tìm cách gặm nhấm đủ nguồn và gặm nhấm lẫn nhau. Công chức thì phải gian dối để nhận tiền lót tay, quan chức thì dùng mọi khả năng có thể để mà gặm nhấm công quỹ hoặc hút máu trực tiếp từ người dân Việt Nam. Người công nhân tăng ca vẫn không đủ sống, thì có khi họ lại chuyển hướng sang phạm pháp, có thể là lừa đảo, trộm cướp, vân vân. Từ đó toàn xã hội này đâu đâu cũng thấy gặm, đâu đâu cũng thấy gian, đâu đâu cũng thấy chiếm đoạt của nhau. Với xã hội như vậy thì của cải khó mà tự sinh ra được. Nó chủ yếu chuyển từ tuyến người này sang túi của người khác, và kết quả là cả xã hội cùng nghèo. Người chân chính sống trong môi trường như thế chẳng khác nào sống trong phòng hơi ngạt, rất ngột ngạt và khó sống. Vấn đề của Việt Nam là Đảng Cộng sản. Nếu 100 triệu người dân không giải quyết đảng này thì nó sẽ dìm mãi trong bóng tối của nghèo nàn và lạc hậu người dân tại Việt Nam. Không những thế, cuộc sống của họ còn mất tự do, không thể biểu đạt được chính kiến, thấy bất công không được nói, nếu nói sẽ bị bỏ tù hoặc trả thù. Đất giữ thì chim sẽ bay đi. Người dân Việt Nam đã phải nghe quá nhiều thứ đạo lý từ cái miệng của Đảng, nghe đến rát tai, nhưng cuộc sống nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Chỉ các quan chức tham nhũng là giàu to. Từ người công chức đến công nhân đều phải còng lưng ra làm việc để cho Đảng hưởng. Toàn dân chỉ biết cúi đầu làm việc mà không được có ý kiến, để quan chức mua nhà, mua xe, cho con cái đi du học nước ngoài hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Thật là chua xót cho thân phận của người Việt. Dù nỗ lực cỡ nào, dù học đến nơi đến chốn, thì cuối cùng cũng thua cu li ở nước ngoài. Người Việt Nam nếu không vùng vẫy thoát khỏi Cộng sản, thì rất khó có thể thoát khỏi sự khốn cùng. Còn Cộng sản, đất nước còn cùng đinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị dìm cổ trong đói nghèo, ai trốn thoát khỏi nanh vuốt của Đảng thì sẽ đổi đời.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngoài Mỹ Nhân Kế, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn tung kế gì khác đây? Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tình nhân của ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 đã được nguồn tin của Bộ cung cấp cho Thời báo.de. Thông tin này đúng đến đâu thì rất khó kiểm chứng. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng việc IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được tham gia vào các thương vụ mua bán vũ khí là sự thật. Mà chua chát thay, trong nước không ai biết chuyện, nhưng nước ngoài biết rõ và đưa tim rùm beng. Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường là như vậy. Người dân Việt Nam bị bưng bít thông tin nên chẳng biết gì, chứ nước ngoài thì họ đã biết tường tận tới nơi tới chốn. Mỹ nhân và anh hùng. Đến nay, tờ báo TASS của Đức lại xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tình nhân của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng của Việt Nam. Theo tờ báo này cho biết cả hai có với nhau một cô con gái. Tin mật từ bên trong và tin được tiết lộ từ báo chí nước ngoài là trùng khớp với nhau, cho nên có thể nói bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lợi dụng tình cảm với các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà thu vén cho công việc làm ăn của mình. Không chỉ bà Nhàn lấy bản thân bà làm mỹ nhân kế để bắt mối làm ăn, mà bà phó tướng của bà Nhàn một thời là Hoàng Thị Thúy Nga cũng là một phụ nữ có nhan sắc. Chính báo chí nhà nước đã từng đưa tin bà Nga đã đánh ngã 5 giám đốc sở trong công việc làm ăn của bà. Những quan chức bị bà Nga kéo vào lòng vòng lao lý, phần đông là giới mày râu. Phụ nữ có nhan sắc, có năng lực quản lý và biết cách đánh vào tử huyệt cảm xúc của các sếp lớn, thì sếp nào đỡ không nổi sẽ bị sụp đổ ngay. Người phụ nữ nhan sắc thì nhiều, nhưng phụ nữ vừa có nhan sắc vừa biết lợi dụng được hàng loạt người có quyền lực là không nhiều lắm. Đệ tử của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng rất đáng nể về khoản này. Ban đầu làm cho các sếp mày râu chết mê chết mệt. Sau đó là vòi dự án, là làm cầu nối để các người đẹp giải tiền. Chiến thuật như vậy thì quan chức nào không đổ đầy. Hầu hết các quan chức muốn sở hữu được người đẹp thì phải bung ra rất nhiều tiền. Còn đối với người đẹp thuộc nhóm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì không những sở hữu được nhan sắc mà còn được người đẹp nhét tiền cho đầy túi, thì ai mà không sập bẫy đầy. Câu chuyện kế mỹ nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ là thông tin riêng, còn chiêu tung viên đạn bọc đường của bà Nhàn thì được báo chí công khai rồi. Bà Nhàn đi đến đâu là giải tiền phủ hết bộ máy lãnh đạo. Vụ án IC của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là một minh chứng rất rõ. Từ bí thư, chủ tịch tỉnh đến giám đốc sở có liên quan đều có phần cả. Viên đạn bọc đường của bà Nhàn đã hạ hàng loạt quan chức theo cách như thế. Nếu so sánh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga thì rõ ràng bà Nhàn ở tầng cao hơn, mày râu đổ ngã dưới chân bà Nhàn cũng thuộc lại có số có má nhất nhì của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, mày râu bị đổ dưới chân bà Hoàng Thị Thúy Nga cũng khiêm tốn hơn, chủ yếu là giám đốc các sở. Có người thì cho rằng ngón nghề mà bà Nga đã được là bởi làm việc dưới trướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn một thời gian dài, và bà đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm này. Viên đạn bọc đường của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã hạ toàn cá gộc của Đảng. Công việc làm ăn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ rất suôn sẻ. IC của bà sẽ chiếm hết các gói thầu vay vốn ngân sách ngành y tế và giáo dục. Tuy nhiên, vì trên thượng tầng kịch chiến nên người ta mới nhắm vào bà Nhàn để mà triệt hạ đối thủ. Kế mỹ nhân và viên đạn bọc đường của bà Nhàn sẽ hạ từ lớp lãnh đạo này đến lớp lãnh đạo khác. Chế độ này là như vậy, nó là tư bản thân hữu. IC của bà Nhàn là một loại tư bản thân hữu, nó thao túng cả bộ máy chính quyền để mà trục lợi. Nó khiến cho tầng tầng lớp lớp phải bảo vệ nó, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm. Bởi nếu không bảo vệ bà Nhàn thì hàng loạt thương vụ làm ăn mờ ám của các sếp lớn sẽ lập tức bị bại lộ ra ngoài. Chế độ này nó tối nát đến như thế rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ngoài Mỹ Nhân Kế, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn tung kế gì khác đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de